Ngày nay, tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,
kết thúc chiến tranh của hồ Ba Trọng về một quốc gia độc lập, tự chủ, giàu mạnh, văn minh. Đêm khuya trăng chưa sáng cánh đồng xa, thấy ngày chú cuội đang ngồi bên gốc đa. Bao la lấp lánh biết bao vì sao, con tàu vũ trụ như một ánh sao bên nhau. Sẵn sàng rồi tàu em sắp lên đường, trên trung thu trăng rằm anh làm bài yêu quân phương chung cười hay và lòng bay lòng mong đời. Tàu em đang muốn không gian nhằm dạy anh chẳng ra trời. Đêm nay ta quyết chí lên trời cao, trên tàu vũ trụ hoàn thiện tương lai. Quanh ta sao sáng lấp lánh mọi nơi, bắt tay chú cười giờ trên cao ta sang người. Tàu ta đã lên đường, muôn lao nhanh trên trời kéo dài một phía sau bao. Chú cười ơi, ở xa có nghe tiếng nhạc, đầu em đang ngước nhanh nhanh nhạc vang hô hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chung phổ biến tiêu chuẩn từ thành quỷ cho dịch của nhóm chiến sĩ thành phố sẽ cùng với sân khấu để trao tặng món quà ý nghĩa dành cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường Phan Thiết vào buổi tết khám phá có trung thu. Một chương trình vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Cảm ơn những món quà ý nghĩa từ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đã dành tặng cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn của phường Phan Thiết của chúng ta ngày hôm nay. Tiểu Phúc Quý, hãy toàn thể nhân dân cùng các em thiếu niên nhi đồng thân mến. Trong năm học qua, các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn phường luôn nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi. Tổng đồng kính mời cháu Vi Văn Quyền ở tổ 4, cháu Nguyễn Đức Khang ở tổ 6, cháu Nguyễn Hoàng Phúc ở tổ 9, cháu Nguyễn Thị Thu Trang ở tổ 7 và cháu Nguyễn Thị. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm chính trị thành phố tặng trao quà cho năm em học sinh trên địa bàn phường. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Tuyên giáo thành ủy, giám đốc trung tâm chính trị thành phố và xin được cảm ơn các em học sinh. Học tập của các em nhân dịp khai giảng năm học mới và đêm hội vui tết trung thu ngày hôm nay, cấp ủy, chính quyền, hội khuyến học, ban chỉ đạo quỹ vì người nghèo của phường Phan Thiết đã xét tặng 76 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng với tổng số tiền là 22.800.000 đồng cho học sinh có thành tích cao trong học tập và có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo trên địa bàn của phường. Và trong đêm hội vui tết trung thu ngày hôm nay, do điều kiện về mặt thời gian, ban tổ chức sẽ tiến hành trao đại diện cho 10 học sinh có thành tích cao trong học tập và 10 suất quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con hộ cận nghèo trên địa bàn của phường. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời 10 em học sinh có thành tích cao trong học tập năm học 2023-2024 sẽ lên sân khấu đón nhận những món quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Xin mời em Mai Chí Anh ở tổ 2, xin mời em Nguyễn Đào Ba Duy ở tổ 2, xin mời em Phùng Minh Tú ở tổ 4, em Phùng Phương Thảo ở tổ 7, em Nguyễn Mai Hòa ở tổ 10, em Đinh Xuân Hiếu ở tổ 11, em Phan Phan ở tổ 14, em Phạm Ngọc Hoa ở tổ 14, em Mai Ngọc Linh ở tổ 16 và em Nguyễn Hoàng Gia Bảo ở tổ 16. Xin được trân trọng kính mời em sẽ cùng đi sân khấu. Chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 10 em học sinh có thành tích học tập cao của phường Phan Thiết của chúng ta.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Thái, thành ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Phan Thiết. Và xin cảm ơn các em học sinh.